Mèo ăn bao nhiêu là đủ? Mèo ăn mấy bữa một ngày? Hãy cùng chúng tôi xem hết video này để biết được lượng thức ăn mèo cần mỗi ngày giúp mèo ăn đầy đủ, khỏe mạnh và không bị dư thừa lãng phí nhé. Theo bạn, mèo ăn bao nhiêu là đủ no? Mèo no hay đói không phụ thuộc vào ăn nhiều hay ít mà phụ thuộc vào lượng kilocalo trong thức ăn của mèo là bao nhiêu? Nếu đủ với lượng kilocalo mèo cần thì mèo sẽ no và ngược lại. Vậy mèo cần bao nhiêu kilo calo mỗi ngày? Dựa theo cân nặng của mèo, bạn có thể xác định được mèo của mình cần bao nhiêu thức ăn một ngày. Công thức này được tính toán bởi WSAVA World Small Animal Veterinary Association Hiệp hội Thú y nhỏ thế giới. Tuy nhiên, lượng kilo calo mèo cần mỗi sẽ còn phụ thuộc vào các yếu tố như tuổi tác giai đoạn phát triển của mèo cân nặng của mèo mức độ vận động đặc điểm thể trạng hay loại thức ăn vậy chính xác thì cần cho mèo ăn bao nhiêu hạt là đủ hay bao nhiêu hộp pate mỗi ngày đối với các loại thức ăn thương mại trên bao bì đã có hướng dẫn cho ăn dựa theo độ tuổi khối lượng cơ thể mà bạn có thể cho mèo ăn với lượng phù hợp mèo có thể ăn ít hoặc nhiều hơn so với hướng dẫn nên bạn cần theo dõi thói quen của mèo và cân chỉnh để tránh mèo ăn chưa đủ hoặc dư thừa, lãng phí. Vậy đối với thức ăn cho mèo tự nấu hoặc chế độ cho mèo ăn sống chúng ta cần làm như thế nào? Để chính xác 100% lượng kilocalo trong thức ăn, bạn có thể cân đo từng loại nguyên liệu sử dụng, sau đó trừ đi lượng kilocalo có thể bị hao hụt trong quá trình chế biến. Tuy nhiên, cách này tốn rất nhiều thời gian và cũng không phải chủ nuôi nào cũng có điều kiện thực hiện. Do đó, bạn có thể dựa theo con số sau đây để ước lượng lượng thức ăn cho mèo ăn mỗi ngày. Lưu ý, biên độ này phụ thuộc vào độ tuổi, cân nặng và mức hoạt động của bé mèo. Đối với mèo con dưới 12 tháng, bạn cần cho bé ăn lượng thức ăn khoảng 4-6% trọng lượng cơ thể. Đối với mèo trưởng thành từ 1 tuổi trở lên sẽ cần ăn 2,5 đến 4% dựa trên trọng lượng cơ thể một ngày. Sau khi đã xác định được lượng thức ăn mỗi ngày, việc tiếp theo cần làm là xác định tần suất bữa ăn. Đối với mèo con từ 2 tháng tuổi đến dưới 1 tuổi là giai đoạn mèo tăng trưởng rất nhanh nên cần có chế độ ăn hợp lý. Ngoài việc đảm bảo chất lượng thức ăn thì cần cho mèo ăn khoảng 3-4 bữa một ngày đối với mèo trưởng thành trên một tuổi, có thể giảm số bữa ăn cho mèo và tăng lượng thức ăn ở mỗi bữa ăn. Mèo trưởng thành chỉ cần ăn 2, 3 bữa trên ngày. Đối với mèo già từ 4 tuổi trở đi, chỉ cần duy trì 2 bữa ăn một ngày. Ngoài ra, tùy thuộc theo thể trạng sức khỏe mà bạn có thể cho mèo ăn nhiều hay ăn ít. Như mèo đang cần tăng cân thì tăng số bữa ăn và tăng lượng thức ăn mỗi bữa mèo béo vì cần giảm cân thì tăng số bữa ăn nhưng giảm lượng thức ăn ở mỗi bữa sau đây là một vài nguyên tắc khi cho mèo ăn để đảm bảo mèo có một chế độ ăn uống khoa học khỏe mạnh mà bạn cần lưu ý xây dựng lịch ăn uống hợp lý cho mèo cố định giờ ăn của mèo và cố gắng đáp ứng theo lịch đó việc này có thể giúp mèo có thói quen ăn uống tốt không lộn xộn mất trật tự ổn định hệ tiêu hóa và bạn có thể kiểm soát được tình trạng ăn uống của mèo mỗi ngày thường xuyên kiểm tra và đánh giá tình trạng ăn uống của mèo hãy chú ý mèo ăn hết thức ăn hay còn để thừa ở mỗi bữa ăn mèo có bị đói bụng vào ban đêm mèo đang sụt cân hoặc tăng cân quá mức đây là các vấn đề bạn cần theo dõi để có thể sớm điều chỉnh giữ cân nặng của mèo ở mức cân đối đừng cố ép mèo béo để trông đáng yêu hơn mèo duy trì được tình trạng cơ thể lý tưởng mới là chú mèo khỏe mạnh thăm khám thú y định kỳ để kịp thời phát hiện các vấn đề sức khỏe của mèo nhé video đến đây là hết rồi nếu thấy video này hữu ích đừng quên ấn like subscribe và để lại bình luận để ủng hộ chúng tôi ra những video tiếp theo nhé chúc bạn một ngày nhiều niềm vui